Hello anh em nhá. Hôm nay thì đang review cận cảnh cho các bạn ngắm qua chiếc xe của em trai. Chiếc xe này là Bongo 3 nhập khẩu các bạn nhá. Đời con này hai bao nhiêu em nhỉ? Con này đời bao nhiêu em nhỉ? Con này em 209 em gần lên 22. 209 các bạn nhá. Ok các bạn. Đấy, em trai lên full đồ 22 luôn. Đấy, hôm nọ thì chiếc xe này thì mình đã có video lướt qua các bạn nhá. Hôm nay thì mình sẽ quay qua cho các bạn xem. Đấy, các bạn nhìn dàn còi em trai rất là nổi luôn. Đang bán cho em ý cái chùm lắp vlog các bạn nhá, bánh trước để cho vào nhâm mâm nhôm này các bạn này. Đây, đầu tiên quay cho bạn xem này. Đó, em mâm nhôm điện thoại luôn. Đó, các bạn thấy không? Đây này, anh em nhìn này, người ta phải anh em chế này, bát này. Đó, cái ai đây hoặc là anh em chế có khác được tùy. Đây là cấy em nhỉ? Ta diện Taro Taro vào. Taro luôn đúng không? Khoan không Taro gen luôn. Đấy, khoan Taro. Đây cơ nhưng sợ đi sợ nó bay bay chùm lắp đúng không? Đúng rồi. Nên là em đúng làm bài này thì chuẩn luôn. Bài này thì chắc chắn rồi. Đấy, em mình lên bộ mâm nhôm nhá. Mâm nhôm này là nếu mà tổng thể hai bộ mâm nhôm bao tiền em? Cả lốp và mâm. Cả lốp và cả mâm nó phải tầm 13-14. 13-14 triệu. Đấy. 13-14 triệu nhá. Đấy, đẹp kít luôn. Đó, ok cho anh em. Đấy, cái này là chụp lắp vlog bánh trước các bạn nhá. Đấy, các bạn nào mà muốn chế chụp lắp thì các bạn vừa rồi làm bài vừa rồi nha em trai đẹp đấy. Có lông đen chưa? Có chưa lông đen, bảo chụp đen nó lấy lông đen em ạ. Cho vào cho nó căn cho chắc. Đấy, ngon luôn. Ok anh em nhá, đẹp tuyệt vời luôn. Quá chắc chắn luôn. Siêu chắc chắn. Đó. Rất đơn giản luôn, đôi mâm nhôm 14 triệu. Cả lốp mà em mâm không nhỉ? Cả lốp đúng không? Tầm 14 đúng không? Mâm với ốc tầm chục. À. Đấy, mình đang quay toàn cảnh cho anh em ngắm chiếc xe của em trai nhá, rất là đẹp luôn các bạn này, toàn cảnh luôn. Đấy, con này là Bongo 3 đời 2009. Xe của em trai độ lên đời full đồ 2022. Dàn còi các bạn nhìn căng đét luôn này. Đấy, anh em toàn câu lạc bộ yêu xe các bạn nhá. Các bạn nhìn thấy không? Còi Trago, còi ong, nói chung là đầy đủ hết. Các loại sưu tập không thiếu gì luôn. Đấy, đây là một trong những cái mình chia sẻ với các bạn, là các bạn muốn chơi chụp lắp đẹp thì các bạn cấy nhà này. Các bạn Taro gen này, em ý nói là Taro gen nhá. Sau đó làm bát như này thì bắt cái chụp lắp nó sẽ bền hơn. Hoặc là anh em cấy trực tiếp ốc vào cái chụp lắp rồi chụp lành cũng được, nhưng mà cái đấy thì tất nhiên là nó sẽ có hai mặt, cái thì rất là chắc nhưng cái thì nó sẽ bị lỏng. Nhưng mà các bạn cấy như này thì chấm hết luôn. Đấy, Taro gen. Rất đẹp đúng không các bạn? Bộ mâm nhôm này em ý lên cả lốp này. Đấy, tổng thể là nó sẽ rơi vào 14 triệu. Nói chung là lanh quanh cứ cho anh em cho dư giả đi 15 triệu đi. Cho căng đét đúng không các bạn? Đấy, ok, giờ mình sẽ quay toàn cảnh chiếc xe em trai nhé. Các bạn thấy không? Đây là mình đang quay toàn cảnh chiếc xe của em trai rất là đẹp luôn. Đặc biệt là cái ba đời sốc này. Ba đời sốc này là ba đời sốc đời cao các bạn nhé. Đời cao nhất bây giờ bên Hàn Quốc các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Cái nó làm theo kiểu lan hình thoi rất đẹp luôn các bạn thấy không? Cái này là cái cản ba đời sốc đời mới đây. Đấy, lên lắp vừa form luôn. Cái này thì anh em chắc chắn nó phải ra thợ gara rồi. Người ta sẽ phải chỉnh lại bát bên trong để cho nó vừa cái form này. Còn cái đèn thì mình đèn thì nó vẫn đời thấp quá nhá. Đèn thì vẫn là đời và phổ thông như kiểu K250, K200 thôi. Nhưng mà cái ba đời sốc này thì nó sẽ khác hoàn toàn. Đó các bạn nhìn thấy không? Ba đời sốc rất là đẹp luôn. Đấy, quả pha thì em trai rất là ăn chơi. Đấy, thì em chơi trong đội chơi xe mà, thế nên là có những cái đồ chơi nó rất là mang tính chất là vi diệu. Đấy, nói chung là mình review như này thì mình không biết nói gì ngoài quay cho anh em xem thôi. Đấy, đôi khi có những cái mà mình cũng không thể biết được vì mình bán đồ thật, nhưng mà đôi khi có những cái anh em độ nó nhiều khi là chế của xe nọ sang xe kia rất là hay và đặc biệt luôn. Đó, thì có những cái là anh em tự phải design, ví dụ như là bộ tem này hay hình người rồi là các thứ là các bạn ấy tự design đấy, có nghe tự theo ý tưởng của anh em. Đấy, ba vạch này rất đơn giản thôi, nhưng mà nó cả một cái quá trình mà gọi là bắt thẩm mỹ của anh em chơi xe. Đây, Bongo 3 209 nhập khẩu. Đó. Đây, còn đây là bộ kèn hơi này. Em trai độ rất là nhiều kèn hơi trên xe, và đây là bộ van này, em mới để trên này cũng rất là hay để xử lý tình huống rất là nhanh. Đó các bạn thấy không, các bạn đang ngắm toàn cảnh. Đấy, còn đây là anh em mình đang bắt cái chụp lắp. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhá. Đấy, con này là gương điện rồi, điện đời cao nhất rồi các bạn. Anh có ốp mạ con này đấy, khi nào lấy ủng hộ anh nhá. Ốp mạ? Ờ, anh có đấy. Em à, không thiếu mà để máy kia sơn thôi mà. Em đang về xin. À, về xin luôn. Để nguyên bản luôn. À, để nguyên bản của 22 nhìn đẹp hơn. À. Đấy các bạn nhá, mình đang quay toàn cảnh cho anh em ngắm chiếc xe của em trai này. Đi cầu này độ bao tiền hả em?
chục triệu đúng không? Đẹp nhau, nhìn đúng là chuẩn đấy, mắt quá. Ờ mắt đẹp thật, nhìn mắt đẹp. Nhìn quả mắt kinh khủng luôn. Cái này, cái này đắt này em, cái chụp này chúng ta chỉ đắt thế à? Nhưng mà nó có tác dụng gì không hay nó chỉ là trang trí thôi? Nó vừa sinh nhan nó vừa là nhất chờ luôn. À. Đẹp 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 anh ạ. 10 triệu bộ đèn bi các bạn nhá. Rất là chơi luôn anh em, đã chơi xe rồi thì đánh ra là tiền gì đôi khi xả xuống. Ồ, đẹp ghê em nhỉ. Quá đẹp luôn các bạn nhá. 2022 độ bi LED quá đẳng cấp các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không? LED chờ quá đẹp, tích hợp xi nhan luôn. Quả bi bên trong thì em trai chia sẻ là 5 củ nhưng mà riêng cái đèn cái vành này các bạn này và tích hợp này là mất 3 triệu rồi. Rồi là làm được linh tinh nữa này là lằng nhằng là mất tầm khoảng 10 củ đô pha các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, các bạn đang làm đô pha. Ở dưới thì em vẫn đắp bóng zin, à bóng xe lông rồi. Ở dưới đây em cũng lắp bóng bóng led rồi. Đấy, đây là các bạn đang ngắm toàn cảnh này. Đấy, dàn còi thì căng đét rồi. Các bạn yên tâm tí mình sẽ cho anh em dạo vòng còi mắt. Đang trên này thì em chơi rất là nhiều đèn led luôn. Bây giờ mình sẽ khám phá cabin nhá. 3 2 1 anh em vào khám phá nào. À, cabin của đời 2009 thì nó sẽ có bảng full option các bạn nhá. Đây đặc biệt là cái phím tích hợp vô lăng các bạn này, full mop rồi này. Đấy, phím tích hợp vô lăng. Đó, cái phím này thì nó sẽ là bao gồm chờ hai nút các bạn nhá. Hai nút khác hoàn toàn với những cái phím đời kia, nhìn nó đẹp hơn, thanh hơn. Đấy, và vô lăng thì nó có cái khuyết ở giữa nhìn rất là đẹp, giống như kiểu Morning các bạn. Đó, đây là trần này các bạn này. Đấy, một trong những cái huyền thoại luôn mà anh em K250, K200 rất thích. Đây cái trần, gọi là trần gôn các bạn. Anh em mình lôm la gọi là trần gôn các bạn nhá. Trần gôn, đấy, rồi đây là màn hình. Màn hình thì em ý để đúng cái màn hình dưỡng như kiểu đời xe nhập khẩu của ông Oba. Là trên táp lô, chân dưỡng rồi màn hình. Đó, mặt đồng hồ thì nó là vân gỗ rồi. Anh em thấy led không các bạn? Quá tuyệt vời luôn đúng không các bạn? Đấy, trong xe này thì nó sẽ có một số cái chi tiết mà K250 rất thích. Đây xe rất sạch sẽ luôn các bạn nhá. Mình làm kiểu ảnh này cho view lại. Đấy các bạn thấy không? Trần gôn này, rồi loa check này, loa check này, loa này thì em ý độ thành loa đập nó kinh hơn rồi. Đấy, đây loa check rất nhiều loa đấy, vân gỗ, tay mở cửa cái này bằng chrome luôn các bạn nhá. Đấy, bên trong cabin đấy các bạn. Anh em còn thấy cái gì đặc biệt trong cabin nữa không? Anh em nhìn qua camera thấy gì đặc biệt không? Đấy, ok chưa các bạn? Đây mình sẽ đi một vòng cho anh em xem nhá. Đây, tem em mình dán mega này. Đây, cho anh em xem qua một vòng nhá. Đây, bình hơi em để đây. Đây, đi xe các bạn này. À, đi xe thì hơi xuống cấp một chút. Nhưng mà em thì chưa có thời gian dán. Chưa có thời gian làm. Đó các bạn thấy không? À, ok cho anh em. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Rồi, giờ mình sẽ đi vòng tròn cho các bạn xem qua nhá. Đấy, bánh sau thì em thì sơn răng nhũ và chụp lát. Đó, tổng thể chiếc xe ở đây. Giờ mình sẽ quay cho anh em nhìn qua cái bộ dàn còi trên xe các bạn nhá. Đây, cho anh em ngắm qua dàn còi trên xe. Đây, còi của em thì đây. Kinh khủng luôn các bạn. Một đôi còi ong trắng này. Rồi là cộng quan một đôi còi Chavo này. Bắn bắt là nhức tai luôn các bạn nhá. Ok. Giờ mình đây, còn chưa kể đèn nữa. Buổi tối nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều buổi ngày các bạn ạ. Vì buổi tối em thì trang trí nhiều đèn lắm. Nghe buổi ngày thì các bạn chưa nhìn thấy được những cái led đẹp đâu. Thì buổi tối xe khi lên đèn nó mới đẹp, nó có nhiều những cái ánh sáng hào quang ở những cái địa điểm mà bạn ấy giấu đèn rất là hay. Đây các bạn nhìn này, có những cái vị trí mà giấu đèn rất là hay nhá. Đây, anh em đôi khi không để ý đâu đây. Đó thì nó sẽ hát trong lốp và rất là đẹp. Đấy, có những cái vị trí. Đây là bạn ấy chế cái bơm cuộn cu bơm tay à. Rất là lạ nhở. Đây là để em hỏi. Em ơi, em chế cái cụm gì đây? Cái cụm này là cụm gì hả em? Cái này này. Bơm dầu. À, bơm dầu hả? Dầu bơm mà lốc hơi dầu máy. À, rồi. Anh giật mình, anh cứ tưởng là đây chế thêm cụm bơm tay ở xe cơ. Bơm dầu nó đẩy vào lốc. Vào cái lốc ở dưới gầm xe kia đúng không? À, rồi hay đây nhờ. Có hơi tạo hơi đấy. À, rồi. Hay đây nhờ. Bây giờ chế ra cái này nhờ. Ngày xưa là anh em toàn phải châm bằng cái. Châm cái này vất vả bây giờ. À rồi, hay đấy nhỉ, vì xe của em là độ lốc kéo các bạn nhìn này, các bạn nhìn được gầm này. Các bạn thấy lốc kéo này, đây, các bạn thấy không? Đây là lốc kéo phát ra hơi, thì là cái này là cái châm dầu vào cái lốc đấy. Ngày xưa là không có cái này, là mình thấy anh em cứ phải độ bằng cái cốc trắng em nhỉ. Xong rồi là châm vào đúng không? Và nhiều khi không biết cốc trắng hết hay không còn hay không.
Nhưng con này thì nó có cái vạch đây các bạn ạ. Đấy, thế ra nhiều khi anh em xuống vẫn là nhìn thấy là cứ thế là tay là bơm này đúng không em? Vâng, gạt xuống thế là gạt xuống bắt đầu bơm luôn vào trong đấy luôn, rất là hay. Đúng là tàu hiện đại thật các bạn ạ. Cái gì có thể làm ra được. Quá giỏi luôn. Ok, giờ mình sẽ bảo em trai bóp cho bạn nghe tiếng còi nhá. Em trai cho anh còi bắt. Cho anh còi hơi Chago luôn nhá. Đây, các bạn nhìn này, các bạn nghe còi hơi Chago luôn này. Đây, Chago. Quá hay luôn đúng không các bạn? Đấy, đấy là đẳng cấp các bạn nhá. Hiện tại là chơi còi Chago là mấy cân hả em? Em để 2 cân hay 3 cân nhỉ? Ô, bé thế thôi à? Anh tưởng của em nó tuyết. Em bị ốm mấm à? À rồi rồi, còn tiêu chuẩn của nó phải 5 cân em nhỉ? 5 cân. Đúng rồi. 5 cân đi phố nó đánh lắm. Thế con ong ong. Ong để 9 cân. 9 cân, 9 cân 2 còi à. Chạy hơi, ống hơi đây mình xem em ạ. Ống hơi em chạy, ống hơi 10. Đấy các bạn nhé, các bạn lưu ý là anh em chơi còi ong thì các bạn muốn máy phát hơi ngon, lúc nào để còi ong là tầm 9 cân, chơi 2 con và chạy ống hơi 10. Ống hơi 12 cũng được, còn còi Chago thì đấy tùy em anh em điều chỉnh. Thì con Chago thì nó dễ rồi, cân hơi của nó rất là nhẹ và tiếng ấm. Đấy, còn riêng ong anh em muốn giáp tay như vậy thì phải 9 cân em nhờ. Đấy, còn con này là em có chơi đuổi không? Nhạc còi đuổi không? Có đuổi luôn à? Em cho anh đuổi phát. Ong em vừa bấm đuổi đấy. Ong đuổi à? Nhưng mà nó có mấy chế độ không? Nó có 3 chế độ. Em cắt thì em để mỗi chế độ đuổi. À, chế độ đuổi rồi đúng không? Đấy, rất hay các bạn nhá. Cảm ơn em trai rất là nhiều luôn. Đấy, có gì thì anh em mà ủng hộ mình cái gì thì các bạn cứ liên hệ cho mình theo số là 09788 23083 và 09788 23038. Anh em rất là nhiều nhá. Cảm ơn em trai. Là hơi kiểu máy này đầu tiên luôn. Bongo. Đầu tiên Bongo luôn à? Có nghĩa là đầu tiên của dòng xe Bongo làm hơi kéo máy. Có nghĩa là ở Hà Nội chưa ai làm luôn. Đa số là anh em toàn chơi kiểu à, như là 250 kéo thì đại trà rồi. Bongo 3 là đầu tiên luôn. Đầu tiên. Vì các bạn là thực ra là Bongo 3 mà để mà những cái dòng như này toàn những bác lớn tuổi chạy thôi. Thành ra là các bác thì cũng không kiểu như là thích kiểu như là màu mè và độ lủng đâu. Anh bán anh biết mà. Vì những cái bác lớn tuổi là bác thích xe nhập. Vâng, thì đi nó nhập bây giờ nó mất sớm thôi. Chất rơn. Em về anh cảm ơn nhiều. Anh em trai, còn riêng anh em giống mình nha. Theo số điện thoại là 09788 23083 và 09788 23038. Xem trai quá đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, nếu mà các bạn nào mà có nhu cầu mà muốn mua lại chiếc xe này của em trai thì các bạn liên hệ cho em ý nhá. Em ơi, ví dụ nhà giả giá có bán không? Có bán không? Xe có bán không? Được giá có bán không? Không ạ. Có bán là để mà chạy được à? Để em để không chạy nữa, để làm kỷ niệm. À, không bán luôn. Vâng, em đã lên, phát là lên kinh đô rồi. À, tôi check em lên từ 2.9 em lên từ 22 xong em lên từ 22 em lên 22 luôn. Giật hết sạch luôn, giống hết luôn. Mô cô này. Anh cảm ơn nhá. Đấy, xe lộc các bạn nhá, xe tông biết của anh em không bán, em trai không bán, mà xe để chạy thôi. Đấy, chạy khi nào hết đăng kiểm thì thôi, có nghĩa là để nhập kỷ niệm, không bán. Rất chất luôn và rất có trình kiến cũng như là đam mê đến đỉnh các bạn ạ. Cảm ơn em trai rất nhiều. Xe thì rất là lướt các bạn ạ, thì rất đẹp, mòn mòn trên đường các bạn nhá, lướt như gió. Đấy. Wow. Có gì anh em nhớ qua ủng hộ mình nhá, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn, thank you anh em.